Xin chào các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Như thường lệ, hôm nay kết thúc phiên giao dịch thì chúng ta cùng nhau nhận định thị trường của phiên hôm nay thứ năm ngày 9 tháng 5 năm 2024. Phiên ngày hôm nay thì VN của chúng ta tiếp tục gặp cái áp lực khá là lớn. Đó. Mặc dù là đầu phiên là cũng có nhiều thời điểm là cũng tăng khá là tốt, tuy nhiên là không giữ được cái điểm tăng, và cái áp lực bán nó vẫn đang rất là lớn, đặc biệt là khối ngoại hôm nay lại tiếp tục bán mạnh, mặc dù trong số đó thì cái dòng tiền bán chủ yếu cả nghìn tỷ đó thì vẫn nằm trong cái cổ phiếu Vinhome là nhiều, đúng không ạ? Tuy nhiên là cái tổng thể chung thì nó vẫn bán ròng trên toàn thị trường và bán rất mạnh, hôm qua cũng bán mạnh, hôm nay cũng tiếp tục bán mạnh, thì có khả năng là VN sẽ gặp cái áp lực điều chỉnh vào cái phiên cuối tuần, phiên ngày mai thứ sáu, đúng không ạ? Và có thể là cũng có những cái nhịp chỉnh trong thời gian sắp tới, bởi vì chúng ta thấy là VN đã coi như là từ cái nhịp nhịp hồi vừa rồi á, coi như là ví dụ 1 1 1 6 6 gì đó, là coi như nếu là tận đáy của nhịp này đi thì chúng ta có tới 9 phiên xanh liên tiếp rồi, 8 phiên tăng liên tiếp rồi, đúng không ạ? Hôm nay thì đỏ một chút thì có thể ngày mai lại đỏ tiếp, đó thì chúng ta quan sát tiếp xem cái xu hướng nó như thế nào, nhưng mà quan điểm của mình nghĩ là này yếu rồi, đúng không ạ? Lực của thị trường yếu rồi, thanh khoản cũng yếu rồi, và cũng có chăng đâu đó là cái câu chuyện là dòng tiền trong thị trường nó cũng đang khá là yếu, chỉ được một phiên ngày hôm qua là tăng mạnh thôi, nên thanh khoản hôm nay lại thấp xuống. À, tuy nhiên hôm nay thì giá vàng thì tăng rất là nóng, tăng thậm chí tăng rất mạnh luôn, đúng không ạ? Mà giá xăng thì lại giảm. Đấy, thì chúng ta theo dõi thêm một số các loại giá cả hàng hóa khác để chúng ta hình dung được câu chuyện thị trường, dòng tiền trong thị trường nó như thế nào, luân chuyển ra làm sao, và cái giá cả hàng hóa nó cũng tác động khá nhiều đến cái tất cả các chỉ số, các chỉ số tài chính của chúng ta đó. Đó, và thậm chí là nhà đầu tư nước ngoài vẫn cứ tiếp tục duy trì bán và bán quyết liệt như thế này, thì dòng tiền nội cân không nổi, thậm chí nếu chúng ta có cân chẳng hạn, chúng ta có mà chúng ta có vào mua, khi dòng tiền họ rút ra mà chúng ta vào mua thì những cái cổ phiếu đó thì đôi khi là không tăng được, và chúng ta mua và chúng ta ôm và mắc kẹt ở đó luôn, dẫn đến là cái dòng tiền gần như là nằm chết trong nó, cái kiểu y như chúng ta đi đầu tư bất động sản vậy thôi, đúng không ạ? Các bạn đi mua cổ phiếu, mua đất ở một cái vùng nào đó, đến lúc các bạn không bán được thì coi như tiền các bạn chôn ở đó thôi, đó. Giờ bán lỗ thì tiếc, đó. Bán lãi thì chả ai mua lên cho mà bán, khổ thế là dòng tiền coi như là chết chết dí ở đó luôn, và dẫn đến là tổng thể thanh khoản nó cũng bị sụt giảm luôn. Đó cũng là một cái ý mà chúng ta cần hết sức theo dõi, là khi cái khối ngoại nó thoái mạnh quá, mặc dù là phu bông giai đoạn vừa rồi, quỹ của Đài Loan các bạn ý, thị trường chứng khoán Đài Loan đang tăng khá là tốt ha, nó và cái dòng tiền của cái quỹ phu bông này nó cũng đang giải ngân khá là tích cực, tuy nhiên là cũng không cân lại cái lực bán này, khá là rát. Không hiểu là chuyện gì, nó thật sự là tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cái giao dịch của khối ngoại, cũng như là cái việc mà nó thoái rất mạnh cái dòng VIN giai đoạn này. Đấy, thì các bạn quan sát tiếp ha. Đó. Và nếu khi mà chúng ta cảm thấy nó không yên tâm mà không ổn thì các bạn có thể tránh ra, chứ cũng không phải dại gì mà đưa lưng ra mà đỡ giùm mà. Đó, cái đấy là mình lưu ý thêm như vậy ha. Rồi một số thông tin chúng ta sẽ chia sẻ trong video hôm nay, và tất cả những thông tin mình tổng hợp nhận định chia sẻ nó là quan điểm cá nhân để mọi người tham khảo, không phải là lời khuyên hay là khuyến nghị đầu tư. Rồi các bạn quay trở lại với tổng hợp diễn biến thị trường phiên ngày hôm nay, thì đấy, chúng ta thấy đầu phiên thị trường còn khá là tích cực cơ, mở cửa là còn gáp tăng, rồi nhiều thời điểm là cũng lên tiệm cận cái ngưỡng gọi là 1260, đúng không ạ? Mấy phiên trước trong video clip nhận định thì mình nói là bản thân cái vùng 1250, 1260 đó, quanh quanh cái vùng đó nó đang là một cái vùng kháng cự, kể về mặt kỹ thuật lẫn cả cái yếu tố về tâm lý, thì nó đang là vùng kháng cự, và hôm nay rồi nhiều thời điểm là cũng nhúng xuống sâu rồi sau đó cũng rút lên lại đó, mặc dù là điểm số thì vẫn giảm vào 0.15% thôi, nhưng mà không không lấy lại được cái ngưỡng 1150, 1250 là cũng khá là yếu. Rồi dòng cổ phiếu trụ thì hôm nay chúng ta thấy phân hóa khá là mạnh, một vài các cái cổ phiếu kéo thị trường trong cái nhịp vừa qua thì hôm nay lại quay đầu giảm. Cụ thể ví dụ như là hôm qua là chúng ta thấy là mấy hôm trước đấy, trong trong mấy phiên đầu tuần vừa rồi ấy, đúng không ạ, là Masan, Hòa Phát này, FPT này, đúng không, GAT, Vietcom, Vinamilk, BIT, thì hôm nay lại gần như những con này đỏ. Các bạn xem lại video clip ngày hôm qua, đúng không ạ, mình có nói là các cái cổ phiếu thuộc nhóm trụ thì là luân phiên nhau, đúng không ạ, luân phiên nhau để mà giữ điểm số, giữ thị trường trong cái nhịp này, kéo điểm số thị trường trong cái nhịp này, thì gần như là những con đỏ hôm nay thì hôm qua là xanh. Đấy, ngược lại một số các cổ phiếu hôm qua đỏ thì hôm nay lại xanh này, ví dụ CTG này, đúng không ạ, đó, Techcom, TP hôm nay tăng này, HVN đó, thì đấy chúng ta thấy là cái tổng thể thị trường thì nó đang vận động bằng cách là các cái cổ phiếu trụ vẫn luân phiên, tuy nhiên là cái sự đóng góp của nhóm trụ lớn hôm nay là yếu hơn rồi,
các trụ lớn hôm nay chủ yếu là ở cái chiều kéo giảm điểm ha. Thanh khoản của thị trường hôm nay vẫn tập trung chủ yếu nhóm bất động sản, nhóm chứng khoán và nhóm ngân hàng. Tuy nhiên là cái thanh khoản hôm nay là thấp hơn rất nhiều so với ngày hôm qua. Đúng không? Đối với các thị trường xung quanh thì chúng ta thấy là thị trường chứng khoán Mỹ hôm qua vẫn tăng khá là tốt, thậm chí là có 5 phiên tăng liên tiếp, 6 phiên tăng liên tiếp. Đúng không ạ? S&P 500 thì hôm qua không tăng không giảm, nhưng mà Dow Jones là tăng phiên thứ 6 liên tiếp này. Đó, Dow Jones lấy lại cái ngưỡng 39.000 điểm rồi. Đó, các cái cổ phiếu công nghệ cũng sau khi lập đỉnh, đối với cái, ở thị trường chúng ta cũng vậy đúng không ạ? Một số các cổ phiếu công nghệ ở thị trường chúng ta cũng đang tăng khá là tích cực đấy. Và trên thế giới cũng vậy, đặc biệt thị trường chứng khoán Mỹ, các cổ phiếu công nghệ của Mỹ nó tăng khá là tốt trong cái nhịp vừa qua. Bây giờ nhịp này đang có dấu hiệu điều chỉnh rồi. Đối với các thị trường châu Á thì hôm nay chứng khoán Nhật giảm nhẹ này, Trung Quốc, Hồng Kông là tăng tốt này. Hôm nay những cái dữ liệu kinh tế liên quan đến thị trường chứng khoán Trung Quốc thì khá là tích cực đúng không ạ? Liên quan đến dữ liệu xuất khẩu, cả nhập khẩu và xuất khẩu của Trung Quốc đều vượt kỳ vọng trong cái tháng 4. Đó. Này, xuất khẩu tăng trưởng ngoạn mục này. Đây các cái dữ liệu kinh tế công bố vào ngày hôm nay này. Kim ngạch xuất khẩu Trung Quốc tăng 1,5% so với cùng kỳ này. Đúng không ạ? Đó. Nói chung dữ liệu của nó công bố ra thì vượt những cái dự báo của các chuyên gia, dẫn đến là bản thân thị trường nó cũng phản ứng theo thôi đúng không ạ? Tăng tích cực luôn. Thị trường chứng khoán Hàn Quốc thì giảm, châu Âu hiện tại đang giao dịch thì tăng nhẹ, chứng Pháp giảm nhẹ một chút xíu thôi. Đối với các thị trường hàng hóa thì chúng ta để ý là bản thân giá vàng trên thị trường thế giới á, cụ thể là giá vàng giao dịch trên sàn ấy, thì chúng ta thấy là nó vẫn loanh quanh ngưỡng 2.300 thôi, tức là nó không tăng nhiều. Nhưng mà giá vàng trên thị trường của chúng ta thì tăng rất mạnh đúng không? Giá vàng miếng này. Hôm qua lúc mà video clip ngày hôm qua thì chúng ta thấy giá vàng trong ngày hôm qua là tăng 1.000.000 một lượng. Đúng không ạ? Đây, giá vàng SJC tiếp tục vào lúc 15 giờ chiều ngày hôm nay này, giao dịch ở mức ngót nghét là 90 triệu một lượng. Đấy, chênh lệch mua vào bán ra nó đang tầm khoảng hơn 2 triệu đúng không? 2 triệu 3. Thế thì nếu các bạn nhìn kỹ vào cái giá mua vào và giá bán ra thì nếu ai mua vào cách đây hôm đầu tuần đi, hôm thứ hai thì hôm nay bán là bắt đầu huề đó. Các bạn đi thống kê mà xem, thống kê giá mua vào bán ra của hôm ngày thứ hai coi. Đúng không ạ? Thì hôm nay nếu các bạn bán ra là các bạn đã huề rồi, bắt đầu huề rồi. Còn khi nào có lãi thì chắc chờ ngày mai hoặc là lâu hơn thì cũng chưa biết. Đấy, do là cái chênh lệch của chúng ta đấy, trên bạn thấy chênh lệch như tới 2 triệu mấy, trên 2 triệu là thấy ớn rồi, đúng không ạ? À, giá dầu thô thì đang vận động quanh quanh ngưỡng 79 79 đô. Chắc là khó vượt lên 80 đấy, các cái câu chuyện hiện tại thì hôm qua ngân hàng Goldman Sachs nói là khó tăng cái lượng dự trữ dầu thô của Mỹ lên ha. Đối với thị trường crypto thì cũng giao dịch quanh quanh ngưỡng 61, và đối với Bitcoin và 2.900 canh 3.000 đối với Ethereum chưa có gì đột biến cả. Bản thân Bitcoin nó vận động khá là chậm trong cái nhịp vừa rồi. Trong ngày hôm qua đó, trong diễn biến phiên giao dịch này thì chúng ta theo dõi thêm một số các cái tin tức khác Trung Quốc rồi, Dow Jones rồi. Rồi ngoài ra thì chúng ta thấy là cái giá USD tại các ngân hàng của chúng ta là cũng tăng. Hôm nay là giá vàng tăng, giá đô tăng. Đấy. Tất nhiên là tăng chút xíu thôi nha, tăng khoảng mười mấy đồng thôi nhưng mà nó vẫn đang tăng. Tuy nhiên là chiều nay thì chúng ta thấy là thông tin giá xăng giảm đúng không ạ? Đó, giá xăng giảm tới 1.400 đồng một lít, giá dầu cũng giảm khoảng 700 đến 800 đồng. Đó, thì chúng ta bản thân chúng ta nhìn thấy giá dầu bây giờ nó tụt khỏi ngưỡng 80 rồi, đang loanh quanh 77 78 đô một thùng, thì ở góc độ đó thì chúng ta thấy là giá của chúng ta nó cũng điều chỉnh theo. Đó, vàng tăng, đô tăng, xăng giảm, thế thôi. Rồi nhận định của HSBC Việt Nam thì trong cái báo cáo mới đây thì các chuyên gia của HSBC cho rằng là gì? Cái áp lực đa lên tỷ giá của chúng ta thì cũng tăng, nhưng mà cái việc mà ngân hàng có thể là sẽ không tăng lãi suất. Hôm trước kỳ nghỉ lễ thì chúng ta thấy là Phó Thống đốc cũng đã nói là chưa có cái động thái nào liên quan đến việc tăng hoặc giảm lãi suất gì cả, đúng không? Rồi hiện tại thì có một số ngân hàng là bắt đầu tăng cái lãi suất huy động, tăng một vài lai thôi thì nó cũng khá thấp rồi, không ảnh hưởng gì nhiều. Đó, thì các bạn theo dõi thêm mà. Đó, còn đây là cái dự định thôi, còn động thái khi nào ngân hàng nhà nước tăng lãi suất hay là các ngân hàng thương mại tăng, rồi đặc biệt là cái lãi suất đầu ra nó tác động nhiều hơn thì chúng ta quan sát tiếp, theo dõi xem là khi nào ngân hàng nhà nước chúng ta tăng lãi suất, còn nếu không tăng thì chắc là mình nghĩ là vẫn ổn thôi.
Này, quỹ Đài Loan quy mô 21.000 tỷ đang có đợt giải ngân mạnh tay nhất trong vòng 7 tháng. Mấy ngày hôm nay chúng ta thấy thống kê ngày nào phu bông nó cũng có khoảng 10 triệu chứng chỉ quỹ mới nha. Tăng đây này. Trong cả tháng 4 đến bây giờ này, nó cũng cứ mua ròng liên tục ha. Không biết là có đỡ đỡ cái cổ phiếu của khối ngoại bán ra hay không. Đó. Thì các bạn theo dõi thêm xem là Phu Bông đang nắm giữ những cổ phiếu nào và nó gia tăng cái lượng mua những cái cổ phiếu nào của thị trường chúng ta ha. Đây này, danh mục này. Nhẫn đầu là Hòa Phát này, mấy này chúng ta thấy Phu Bông mua Hòa Phát cũng tương đối, hôm nay cũng mua, hôm qua mua 7 triệu, hôm nay mua 5 triệu rồi. Đúng không ạ? Kế ngay sau đó là VIX và Vinhome này, tỷ trọng lần lượt 8 và 7 VRE. Thế như vậy là chúng ta thấy có vẻ là các ông ngoại kia có vẻ đang bán cho Phu Bông ha, bán VIX, bán Vinhome này kia là cho Phu Bông. Quỹ này tương đối lớn à, thế nên mà cái lượng cổ phiếu nắm giữ của khối ngoại của chúng ta cũng tương đối nhiều, chứ không chỉ là một cái quỹ này đâu, rất nhiều quỹ. Nhưng mà trong tôi thấy là trong từ năm 2022 đến giờ, trong khoảng 3 năm vừa qua thì cái quỹ này nó hoạt động là sôi nổi nhất. Các cái quỹ khác thì thấy có vẻ hơi hơi ắng, thậm chí là ở cái chiều bán ra là chính. Ông này thì bắt đầu ông nhảy vào ông mua tương đối trong cái giai đoạn 2 năm vừa qua này. Thì các bạn theo dõi thêm mà. Rồi đối với cái việc phân bổ dòng tiền trong thị trường thì hôm nay chúng ta thấy là cái có vẻ là cân bằng hơn ở cả chiều mua chiều bán. Nhìn vào cái điểm số của thị trường là chúng ta cũng thấy nó cân bằng, kể cả cái vận động của thị trường ở đây nhiều lúc vượt lên cao sau đó điều chỉnh lại đúng không ạ? Cái biên của thị trường á, tức là cái biên biến động của thị trường hôm nay nó cũng chỉ tầm 12 điểm thôi. Đó, và đóng cửa ở mức cũng giảm nhẹ như thế này. Thì ở cái chiều mua chiều bán cái lực mua bán của chúng ta nó cũng khá là cân bằng. Tuy nhiên thì nhà đầu tư nước ngoài thì lại tiếp tục bán ròng gần 2.000 tỷ, 1.893 tỷ trên toàn thị trường. Trong tổng giá trị giao dịch là hơn 4.000 tỷ của họ. Bán 1.200 hơn 1.000 tỷ đối với Vinhome này. Đức Giang cũng bán mạnh ở Đức Giang hôm nay đánh nhiều giai đoạn là tưởng là break đỉnh rồi ha. Mà lại sau cùng lại giảm lại. HD cũng bị bán, VCI cũng bán, Đích Vĩnh Hoàn này. Đó. Vĩnh Hoàn thì đầu phiên là thấy trần rồi sau lại không trần nữa. Mà nó mua vào Thế Giới Di Động, mua Hòa Phát này. PVT, HVN, TCH đấy, một số cổ phiếu được mua, một số cổ phiếu được bán ở đây, các bạn theo dõi và các bạn thống kê lại ha. Rồi chúng ta đi một chút vào cái biểu đồ kỹ thuật. Phiên ngày hôm nay chúng ta thấy số mã giảm nó vẫn nhiều hơn mã tăng, tuy nhiên là cái thanh khoản thì lại thấp hơn. Hôm nay chỉ được khoảng 680 triệu cổ khớp lệnh thôi. Đó, thế nên chúng ta nhìn vào biểu đồ kỹ thuật thì chúng ta thấy đang thấy có dấu hiệu là cái động lực của thị trường là yếu rồi đúng không ạ? Nhìn kỹ thì RSI thấy là trong một cái đoạn ngắn này thì chúng ta thấy RSI phân kỳ dương, nhưng mà thực chất nó lại yếu rồi do cái thanh khoản đúng không ạ, do cái dòng tiền yếu đó. Mà nhìn kỹ hơn lên đồ thị thì chúng ta thấy này, Chiku đang gặp khó tại hai cái đường này đó, bản thân nến cũng không thoát khỏi mây được. Thì bối cảnh hiện tại rồi, giá vàng tăng rồi, cái câu chuyện về sức mạnh đây gọi là tỷ giá đó, có vấn đề thì với một cái nến như này, với một cái diễn biến như thế này thì mình nghĩ thiên về cái chiều là Vini nó sẽ điều chỉnh về lại quanh quanh cái vùng 1220, 1230 này đã. Đúng không ạ? Về đấy trong phiên mai hoặc là tuần sau gì đó rồi chúng ta tính tiếp, đấy, ít nhất là cái đoạn này. 1220 này, 1230 này. Chứ còn chưa chưa thể bứt phá khỏi đám mây này đi được. Cơ hội của ngày hôm qua và ngày hôm nay, đặc biệt là ngày hôm nay ha, rất nhiều thời điểm, rất nhiều cơ hội để cho nó bứt phá nó đi luôn. Nhưng mà chúng ta thấy lúc mà phiên sáng đó, buổi sáng khi mà dòng tiền kéo lên, cái điểm số nó kéo lên tích cực như thế này này, gần như là tất cả các cổ phiếu lớn đó đều tăng hết, đúng không ạ? Nhưng mà dòng tiền thì lại không đồng thuận. Đó, rồi lại số một số các cái thông tin mấy bố chia sẻ linh tinh ở trên 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 mạng ha, liên quan đến một vài cá nhân nào đó, xong rồi cũng làm cho cái tâm lý của thị trường nó cũng thay đổi đó, và nhiều thời điểm là chúng ta thấy là nhúng xuống khá là sâu nhưng mà thanh khoản cũng không tăng. Đây chúng ta nhìn thấy cái vốn thấp như này, cái việc đánh break khỏi những cái vùng kháng cự lớn như thế này mà không có dòng tiền vào thì chúng ta thấy là cái khả năng gọi là nó không thành công đúng không ạ, break không thành công. Đấy, thì thôi về mặt kỹ thuật thì chúng ta thấy là dễ dàng chúng ta nhìn thấy là nó sẽ có một cái nhịp điều chỉnh về lại đây trước khi có những cái bước tiến tiếp theo. À, chỉnh về đây hoặc là yếu hơn thì chỉnh về lại cái đường trendline này. Đó, chứ còn cái hướng đi lên thì tôi thấy khó rồi. Đó, kể cả những cái phiên tăng tích cực như thế này, giống như nhịp hôm ngày thứ thứ sáu tuần trước hả?
hôm thứ hai chứ đúng không? Đó thì chúng ta thấy là cái thanh khoản nó cũng không có kéo theo nhiều, chỉ có mỗi phiên ngày hôm qua là khi cái áp lực bán, đặc biệt là đối với cái cổ phiếu của Nova, đó là cái thanh khoản nó lớn và nó đẩy cái vol lên thôi, chứ thực tế thì cái dòng tiền trong thị trường nó vẫn cứ loanh quanh khoảng tầm dưới 20.000 tỷ thôi, tầm tầm 15 17.000 đó, thì khó mà để cho điểm số chúng ta lên cao được. Những cái vùng như thế này chúng ta thấy là thanh khoản nó toàn phiên tỷ đô xuất hiện khá là nhiều. Nhưng bây giờ thì tiền đi đâu? Có lẽ là chắc là đi mua vàng cả rồi. Hoặc là cũng ở trong cái chiều là chúng ta đang đỡ cái lực bán của khối ngoại nhiều quá và chúng ta mắc kẹt ở đó. Và thậm chí là nhiều cổ phiếu điểm số chỉ số thì như thế này, nhưng nhiều cổ phiếu chúng ta chưa hồi bao nhiêu cả. Cho nên là chúng ta cũng vẫn cứ nắm giữ thôi. Đó, dòng tiền nó không thay đổi được, không luân chuyển được. Đúng không ạ? Đó, nói chung là dòng tiền gặp khó thì Vini nó cũng sẽ gặp khó để mà có thể bứt phá đi. Rồi chia sẻ nhanh với mọi người như vậy. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.